yêu anh sẽ ngay khắp thiên đàng sống với đam mê rực rỡ. What are the essentials to you? What makes cinema? Điện ảnh là cách mà ta biểu đạt cái nhìn riêng tư vào những lát cắt cuộc sống, đưa thế giới của họ lên màn ảnh. I think ultimately it's something that for some reason stays with you, so that a few years later you could watch it again, or 10 years later you watch it again and it's different. 그 어렸을 때 제가 항상 가슴에 새겼던 말이 있었는데 영화 공부할 때 가장 개인적인 것이 가장 창의적인 것이다. And that's why I so often make movies based on real life events. I look to history not to be didactic. I look because the past is filled with the greatest stories that have ever been told. Tôi luôn bị cuốn hút bởi những con người ngoài lề xã hội và tìm thấy họ một sự đồng cảm và ngưỡng mộ. Sau 4 năm học IT, tôi nhận ra là mình muốn làm một cái gì đó liên quan tới nghệ thuật. Please, I want to live again. Tôi tìm đến công việc biên tập phim và tôi tự tìm tòi nghiên cứu dành nhiều thời gian để xem phim và phân tích những bộ phim từ các đạo diễn có ảnh hưởng lớn của điện ảnh thế giới về mọi khía cạnh. Còn nghe thấy gì không? Dạ không. Ơ, một cái chuông. Khi mình tạo dựng một thế giới riêng trong điện ảnh thì hoàn toàn nó không có giới hạn. Công nhận này, nó ngẫu nhiên đấy, hiểu không? Mình phải làm tạo ra cái ngẫu nhiên, cái khó lại mình, nếu mà mình tập từ vừa không bao giờ tập được. Không bao giờ được. Mà chung nói là thôi chắc em thì em lượn. Tôi muốn sử dụng cái yếu tố thời tiết, những cái chất liệu mang tính tự nhiên, chờ cái thời điểm hợp lý như sương mù, mưa gió. Việc này khiến tôi mất khoảng 2 đến 3 năm để hoàn thiện quá trình quay. Chờ xuống là vừa lại xuống ngay giờ. Thông thường thì một cái bộ phim độc lập phải xin được khoảng 80-90% ngân quỹ thì mới tiến hành sản xuất. Lúc đó mới xin được khoảng 20-30% và đã bắt tay vào làm và xác định là mình sẽ phải đi mượn tiền để qua trước và sau đó mình xin các tiền quỹ để mình trả lại sau. Khi các bạn thực hiện một bộ phim thì các bạn phải thành thật về thế giới, về nhân vật mà các bạn đang tạo dựng, về những điều mà các bạn yêu nó nhất, hiểu nó nhất và tìm mọi phương tiện để làm được điều đó. Đừng quá đặt nặng về vấn đề kinh phí. Nếu các bạn đủ đam mê và cống hiến thì bộ phim chắc chắn sẽ thành công.
Tên lên nhận giải thì tôi có chút ngỡ ngàng và sau đó là một cái cảm giác bồi hồi, xúc động và tự hào. Việc mang cái bộ phim Việt Nam ra với khán giả thế giới là một cơ hội để tôi giới thiệu với bạn bè thế giới hơn về nét đẹp văn hóa, tôn giáo, thiên nhiên và con người Việt Nam.